Xin thân ái kính chào tái ngộ cùng quý khán giả. Chúng tôi là bác sĩ Nguyễn Trọng Việt, là rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình hội luận vấn đề cần quan tâm hôm nay. Và kính thưa quý khán giả, cùng với chúng tôi vẫn là vị khách rất quen thuộc của chương trình, đó là bình luận gia Nguyễn Kim Bình. Xin mình gửi lời chào đến quý khán giả của chúng ta trước khi bắt đầu. Kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, ngày 24 tháng 2 năm 2022 là cái ngày mà Nga đã chính thức mở một cái cuộc tiến công toàn diện để tấn công vào Ukraine. Và khi chúng ta thực hiện chương trình này, thưa quý khán giả, đó là chẵn 2 năm kể từ cái ngày mà Nga tấn công vào Ukraine. Hôm nay chúng ta sẽ dành nhiều thời giờ để nhìn lại cái cuộc chiến này và phân tích từ ngọn ngành, từ lúc ban đầu, từ cái âm mưu ban đầu của Putin và cho đến ngày hôm nay, để đánh giá lại cái cuộc tấn công này nó ảnh hưởng như thế nào đến Ukraine, đến khu vực và đặc biệt là với Âu Châu cũng như là với thế giới. Và quý khán giả cũng đã theo dõi chương trình của chúng tôi suốt 2 năm qua thì đều biết là chúng tôi đã cố gắng để mà cập nhật tất cả những tin tức mới nhất liên quan tới cuộc chiến này. Thì ngày hôm nay mình sẽ dành nhiều thời giờ để mà nhận định lại về cái cuộc chiến Nga đã tấn công, đã xâm lăng Ukraine. Đồng thời, kính thưa quý khán giả, trước khi đi vào cái nội dung chính đấy, thì ở tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong mấy tuần lễ vừa qua, nó cũng đã có khá nhiều những cái sự kiện xảy ra và nó cũng làm cho chúng ta lại phải suy nghĩ về những gì đã và đang diễn ra ở tại cái khu vực Biển Đông, Biển Hoa Đông, ở tại Đài Loan, ở tại cái bán đảo Triều Tiên, ngay cả tại cái bãi Tư Chính của Việt Nam ngày hôm nay. Và nếu nhìn vào tất cả những sự kiện xảy ra đó ở tại khu vực thì nó lại quy về một cái mối mà chúng ta sẽ phân tích ngày hôm nay ở đây, đó là Trung Cộng, một trong những cái yếu tố đã dẫn đến những cái sự căng thẳng ở tại khu vực. Thì đấy nó là cái điều mà kính thưa quý khán giả, chúng tôi sẽ cố gắng gói nó lại ở trong cái chương trình hội luận ngày hôm nay để mang đến cho tất cả quý vị. Bây giờ để bắt đầu đó thì chúng ta sẽ dành một ít thời giờ trước để nói về khu vực châu Á Thái Bình Dương, để nói về Biển Đông, nói về Biển Hoa Đông, nói về Đài Loan cũng như là bán đảo Triều Tiên, cũng như là bãi Tư Chính của Việt Nam. Và xuyên qua những sự kiện đó, chúng ta sẽ có một số những cái đánh giá về cái phản ứng của Trung Cộng ở tại cái khu vực này. Thì trước tiên tôi xin mời anh Bình cho biết trong một vài tuần lễ vừa qua, nó đã có những cái sự kiện quan trọng gì mà cho chúng ta có thể nhìn lại cái khu vực này một lần nữa, thưa anh. Xin mời anh. Như thông lệ thì nó có hai cái vùng nóng mà lúc nào cũng là tập trung cái sự chú ý của mọi người, eo biển Đài Loan và Biển Đông. Tại Biển Đông thì cái chuyện sự đối đầu ở ngay bãi Cỏ Mây vẫn kéo dài từ hồi Tết Tây đến giờ. Trong những ngày mà trước Tết âm lịch đó thì nó có ngưng được khoảng chừng tuần, sau đó là kéo dài căng thẳng được. Thì hai bên vẫn kèm nhau, gồm nhau. Bên phía Philippines thì vẫn chưa giải tỏa được cái vòng vây chung quanh bãi Cỏ Mây. Họ có thả một đợt, ít nhất là một cái đợt không vận đồ tiếp tế xuống cho cái nhóm lính thủy quân lục chiến ở trên chiếc tàu vì đã được đâm lên bãi Cỏ Mây từ 20 năm nay. Ngoài ra thì hai bên cứ vờn nhau, chưa có bên nào làm chủ được thẳng được tình hình ở chung quanh bãi Cỏ Mây. Bên phía về phía Việt Nam đó thì tàu hải cảnh của Trung Quốc lại bắt đầu xuất hiện ở bãi Tư Chính. Thì chuyện này là cũng là chuyện bình thường. Thành ra đối với dư luận Việt Nam chắc bây giờ cũng không còn có cái gì cho là khẩn trương nữa. Vì cái vùng biển này đó thì có lẽ là hai bên đã đồng ý với nhau. Bên Trung Quốc thì họ đã nói nhiều lần là không muốn cho Việt Nam kéo thêm cái giàn khoan nào ra bãi Tư Chính nữa. Và có lẽ bên Việt Nam cũng đã đồng ý. Thành ra cứ hàng năm thì tàu hải cảnh Trung Quốc họ sẽ đi lẩn vẩn ở chung quanh bãi Tư Chính để nhắc lại về cái sự hiện diện của họ. Ở eo biển Đài Loan đó, thì trong tuần lễ vừa rồi, ngay cái tuần mà sau Tết âm lịch lại có nhiều cái biến động. Bắt đầu với ngày 15 tháng 2 thì nó có một cái chuyện rất là mới nhìn thì nó là cỏn con nhưng mà nó lại có thể gây ra nhiều chuyện lớn sau này. Thì nó xảy ra ở ngoài khơi của đảo Kim Môn. Kim Môn mới là một nước Đài Loan, nó chúng ta thường phải biết Đài Loan về vì về cái đảo lớn nhất, đảo Đài Loan. Đây là cái nơi mà tự nhiên quốc gia Đài Loan hiện giờ đang nằm ở đây.
Nhưng mà ngoài cái đảo lớn nhất ra thì Đài Loan vẫn còn sở hữu được rất là nhiều vùng đảo nhỏ ở ngoài khơi. Trong đó có ba vùng đảo mà được mang tiếng, được biết đến nhiều nhất. Thứ nhất là Bành Hổ, tức là Penhu, thì nó nằm ngay eo biển Đài Loan, bên gần phía bờ biển của Đài Loan hơn, cho nên được bảo vệ cẩn thận hơn. Và nó nằm bên phía đông của cái đường kinh tuyến giữa hai bên. Cho nên bên Trung Quốc thật sự họ ít khi nào họ dám xâm phạm một cái vùng lãnh hải của Penhu. Ngoài ra thì có hai vùng đảo nhỏ hơn và nó nằm sát bờ biển đại lục, đó là Kim Môn, đối diện với thành phố Hà Môn của Trung Quốc, và phía trên này là quần đảo Matsu, tức là Ma Tổ đó. Thì nó nằm gần Phúc Châu nhưng cũng còn xa bờ biển Trung Quốc hơn. Đảo mà gần sát với bờ biển đại lục đó là Kim Môn, và ở đây đã là cái tuyến đầu từ năm 49 đến giờ. Trong thập niên 50 cũng có nhiều lần đụng độ giữa pháo binh của hai bên, tuy là chưa bao giờ mà hồng quân của Trung Quốc họ dám đổ bộ lên đây vì có sự cam kết của Mỹ sẽ bảo vệ. Nhưng quần đảo kia, cái đảo Kim Môn đó, thì mấy chục năm nay họ đã sống giữa hai lần đại như vậy quen rồi, và có lãnh hải của họ. Bên phía Trung Quốc họ bình thường thì họ cũng tôn trọng cái lãnh hải này không chính thức, nhưng mà trên thực tế thì họ cũng để yên, họ không dám xâm nhập vô. Vào ngày 15 tháng 2 vừa rồi thì nó có một cái chiếc tàu, có lẽ là buôn lậu hay làm cái việc gì đó hơi mờ ám, trên một chiếc cano chứ không phải là tàu đánh cá thường, chạy rất là gần trong lãnh hải của Kim Môn, và tàu tuần duyên cảnh sát biển của Đài Loan họ khám phá được, họ được thay chiếc cano đó. Thì nó chạy nhanh quá, trong lúc mà chạy trốn nó bị lật luôn trên biển. Lúc mà lật cano thì có hai trên bốn trong số bốn người trên đó thì có hai người chết ngay tại chỗ, hai người kia được đưa vào bờ, đưa vào bệnh viện và bàn giao lại trả về nước. Thì bên phía Trung Quốc họ lên án liền, họ nói đây là một cái hành động gọi là thô bạo, gây ra chết người, cảnh sát biển của Đài Loan phải chịu trách nhiệm. Thì hai bên còn đang gờ với nhau. 4 ngày sau, đến ngày 19 tháng 2, thì một tàu tuần duyên, tàu cảnh sát biển của Trung Quốc, họ chặn một chiếc tàu du lịch của Đài Loan đi từ đảo Kim Môn, trên đường đi du lịch ngắm cảnh. Hai bên có một cái truyền thống là vì ở gần nhau quá, và thực sự cũng đã hòa bình mấy chục năm nay rồi, cho nên khách du lịch ở hai bên đó có thể leo lên tàu và cứ đi sát bờ biển bên này để chụp hình bên kia, gần lắm, đứng xa có thể dùng cái ống kính chụp hình, ống kính dài chụp hình lẫn nhau được. Thì đó là cái truyền thống của hai bên trong những ngày du lịch. Thì lần này bên phía cảnh sát biển của Trung Quốc họ chặn chiếc tàu du lịch của Đài Loan và họ leo lên kiểm soát chiếc tàu đó, và sau đó chỉ bắt chiếc tàu không quay trở lại bờ biển của Kim Môn. Mọi chuyện xảy ra trước cái sự chứng kiến của một tàu hải cảnh của Đài Loan, nhưng bên phía Đài Loan họ không muốn can thiệp trực tiếp, tại vì không muốn gây thêm chuyện, không nó muốn nó leo thang nữa. Sau biến cố này thì bên Trung Quốc họ nói là họ sẽ tiếp tục kiểm soát rất là kỹ cái eo biển này, và cái chuyện mà du lịch bán chính thức ở giữa hai bên đi dọc hai bờ biển để chụp hình giờ này sau này chắc không còn xảy ra nữa, tại vì hai bên sẽ kềm chế lẫn nhau. Và đương nhiên là trong cái cuộc đụng độ này chắc chắn là nó được báo về Đài Bắc ngay tại lập tức. Cái lập trường của bên phía Đài Loan cho đến bây giờ là họ vẫn nói rõ họ không muốn dùng hải quân để can thiệp vào những chuyện này, tại vì không muốn leo thang và không muốn cho bên kia một vương biển cớ viện cớ đó mà leo thang. Họ sẽ coi đây là cái vấn đề của lực lượng cảnh sát biển của Đài Loan, và Đài Loan sẽ tiếp tục bảo vệ cái vùng lãnh hải. Thứ nhất là theo quy ước của Công ước quốc tế về luật biển đó, thì giữa một cái đảo của Đài Loan chẳng hạn và bờ biển của đại lục thì cái đường kinh tuyến này nó sẽ là cái đường ranh giới giữa hai bên, vì cái khoảng cách từ đảo vào đất liền thì nó chỉ có chưa đến một dặm, một chưa đến 1 hải lý, cho nên cái đường kinh tuyến đó sẽ là đường ranh giới. Nhưng ra khỏi cái đường kinh tuyến này thì bên Đài Loan vẫn tuyên bố là họ có cái quyền lãnh hải 12 hải lý cách bờ biển của Kim Môn, và họ sẽ tiếp tục và bảo vệ cái lãnh hải này. Thì nó dẫn đến một câu hỏi lớn là trong tương lai bên phía Trung Quốc họ sẽ gây ra những cái chuyện gì chung quanh đảo Kim Môn, và Đài Loan sẽ phản ứng như thế nào, và rồi sau đó trước cái sự phản ứng của Đài Loan thì Mỹ và các đồng minh sẽ phản ứng như thế nào. Đây là cái vấn đề nó rất là nhạy cảm và nhức đầu cho chính quyền Biden chứ không phải không, cho Mỹ và các đồng minh nói chung.
Tại vì cái lời cam kết để bảo vệ Đài Loan thì chắc chắn nó có áp dụng cái đảo Đài Loan. Nhưng mà còn đối với đảo Kim Môn ở ngay sát bờ biển đại lục như vậy thì Mỹ và các đồng minh có sẵn sàng đặt hết rồi để bảo vệ một hòn đảo nhỏ này hay không? Bên Trung Quốc họ cũng muốn muốn biết cái câu hỏi này, cho nên là họ sẽ thử tiếp tục. Mình có thể tiên đoán là trong một mấy tháng nữa họ sẽ nhiều cái động tác rồi thử. Vâng, cảm ơn cái tóm tắt vừa rồi của anh Bình và thưa quý khán giả. Quả nhiên cái đảo Kim Môn này nó là một trong những cái tin đồn của Đài Loan, và đúng như anh Bình nói đó, về mặt khoảng cách đó thì nó chỉ cách đại lục, tức là phía bên kia là Hạ Môn và thuộc cái tỉnh Phúc Kiến đó, nó chỉ cách có 3 cây số thôi, rất là gần. Và nếu mà ai bơi giỏi, dĩ nhiên không phải là tôi rồi, thì có thể bơi 3 cây số từ bờ bên này qua bờ bên kia, tức là gần lắm, 3 cây số, và đứng bên này có thể nhìn thấy được phía bên kia. Và một số hình ảnh cho thấy đó là các cái tòa nhà cao tầng của Phúc Kiến này kia là có thể nhìn thấy rất rõ từ phía bên 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 Kim Môn. Đây nó là một trong những cái nơi mà trước đi, giống như anh Bình nói đó, nó đã có lần một thời gian dài có những cuộc va chạm, và đã có lần vì cái tình thế căng thẳng mà tại cái đảo nhỏ này đó, nó chỉ có khoảng 150 cây số vuông thôi, đã có lần mà Đài Loan họ đã đưa vào 100.000 quân để mà bảo vệ, và cũng đã có lần đụng độ chứ không phải không, và đã có vài chục vài ngàn lính của Trung Cộng đã bị bắt làm tù binh. Nói chung đây đó là những cái chuyện của quá khứ, và cũng đã có những lần mà từ phía châu lục địa đó họ pháo vào cái đảo này vài chục ngàn quả pháo. Cho nên đây nó là cái chuyện mà trong thời gian trước kia đó thì những cái biến động ở tại eo biển Đài Loan đó thường thường nó xảy ra ở tại nơi đây, thì quả nhiên ngày hôm nay đó nó trở thành một cái vấn đề. Và đúng như anh Bình nói đó, đây nó là một hòn đảo thuộc chủ quyền của Đài Loan, và nếu mà bị xâm phạm thì nó cũng có giá trị tương đương với lại cái đảo Đài Loan chính thức của họ ngày hôm nay thôi. Cho nên để bảo vệ nó như thế nào vân vân, thì đây nó là một trong những cái vấn đề lớn. Bên cạnh đó thì thưa quý khán giả, trong cái tuần vừa qua đó, vài ngày vừa qua đó, thì đã có một cái phái đoàn của dân biểu của Hoa Kỳ đã đến thăm Đài Loan, và dẫn đầu là ông dân biểu Gallagher, tức là cái người mà chủ tịch của quỹ ủy ban đặc biệt của Quốc hội đã liên quan tới Trung Cộng. Và đây nó là một cái cuộc thăm viếng nữa, lẽ dĩ nhiên nó tiếp diễn đã có nhiều lần trong quá khứ, và có thể vì cái sự kiện xảy ra ở tại Kim Môn Giang, hay có thể nó là những cái chuyện mà đã từng xảy ra nhiều lần, nhưng mà kể từ khi có cuộc bầu cử vừa rồi và ông Lại Thánh Đức đắc cử đó, thì rõ ràng là phía Hoa Kỳ cũng đã có một số những cái hành động khiến cho Trung Cộng cũng lại lên tiếng, cho rằng cái này nó là xâm phạm vào cái gọi là nội bộ của vấn đề Trung Hoa, vân vân. Rồi mới đây hơn cả đó, thì cái viện trợ cho Đài Loan đó đã được chính thức thông qua tại Quốc hội Hoa Kỳ. Nhìn chung mà nói đó, thì chúng ta có thể thấy được đúng là Đài Loan ngày hôm nay nó vẫn là một trong những cái điểm nóng mà có thể sẵn sàng trực chờ để có thể bùng nổ ra một số những cái biến động lớn trong tương lai. Và bên cạnh cái sự kiện mà chúng ta vừa mới trông thấy đó, anh Bình cũng nhắc tới cái bãi Tư Chính đó, thì xin lặp lại một vài cái chi tiết nữa đó. Vốn bãi Tư Chính nó là cái vùng đất, vùng biển mà thuộc cái quyền sở hữu, gọi là cái quyền tài phán của Việt Nam, trong cái phạm vi nó chỉ cách Vũng Tàu vào khoảng chừng 120 hải lý, và nơi đó hiện nay nó đang có một cái giàn khoan của Việt Nam. Chúng ta còn nhớ là khi mà Tập Cận Bình đến Việt Nam đó, thì chỉ 3 ngày trước đó đó, thì Trung Cộng đã gửi ra một cái tín hiệu là đã đưa tàu hải cảnh vào trong cái vùng bãi Tư Chính. Cho nên đây nó là một cái nơi mà Việt Nam thường thường lên tiếng phản đối, và Trung Cộng vẫn thường xuyên có những cái hành động gọi là tuần tra, nhưng mà rõ ràng nó nằm trong cái vùng biển của Việt Nam, cho nên nó xâm phạm vào cái chủ quyền của Việt Nam. Đây nó là cái việc mà không hiểu giữa Việt Nam và Trung Cộng có cái mối thỏa thuận gì hay không, nhưng mà chắc chắn trước mắt đó thì nó có thể ảnh hưởng tới cái việc khai thác dầu khí của Việt Nam. Và đấy nó là một cái việc mà chúng ta đang trông thấy ngày hôm nay. Cái hành động này nó tuy không mới nhưng mà nó vẫn tiếp tục diễn ra, để cho thấy được là cái tình hình ở tại khu vực này nó vẫn còn căng thẳng chứ nó không có dừng lại. Và khi mà Tập Cận Bình sang Việt Nam đó,
thì cũng muốn mời Việt Nam để mà chia sẻ chung cái vận mệnh tương lai. Tôi không hiểu là Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam có muốn chia sẻ cái tương lai đó với Tàu hay không, nhưng mà có lẽ là người dân Việt Nam thì không muốn chia sẻ cái kiểu đó đâu. Vì đây rõ ràng nó là một cái hành động lấn lướt rõ ràng. Rồi đồng thời bên cạnh đó thì chúng ta lại thấy giống như trường hợp mà anh Bình vừa nói đó, liên quan tới một số những cái vùng biển của Philippines, thì hai cái chi tiết mới mà chúng ta ghi nhận được trong cái tuần vừa qua thôi là hải quân chứ không phải là hải cảnh nhé, hải quân của Hoa Kỳ và Philippines đã tuần tra ở trong các cái vùng biển của Philippines. Và tuần vừa rồi, cách nay chỉ chừng 4 5 ngày thôi, thì đã có một cái cuộc tuần tra ở trên không giữa không quân của Mỹ và không quân của Philippines. Chúng ta thấy là cái mức độ mà ngày càng rõ nét mà Philippines họ đang cố gắng để bảo vệ cái chủ quyền của mình đó, nó từng bước được nâng lên chứ nó không có dừng lại trong cái việc phản đối suông. Vì đây nó là một vài cái sự kiện mà nếu không có cái phản ứng gì đó thì chắc chắn trong tương lai đó, đây nó là cái vùng xám mà Trung Cộng sẽ lấn lướt và sẽ tiếp tục tạo thêm một số những cái áp lực lên trên Philippines. Ngoài ra thì chúng ta cũng nhận thấy thêm đó là ngay cả Nhật Bản đó, thì trong vòng 2 tuần vừa qua thôi, họ đã có một số những cái thỏa thuận với 4 cái quốc gia để mà gia tăng cái sự hỗ trợ về an ninh về dài hạn và hải quân đó của các quốc gia như là Việt Nam, Philippines, Mã Lai và Indonesia. Tức là Nhật Bản họ cũng nâng cái mức độ quan hệ và cái sự quan tâm của họ đến khu vực này nó nhiều hơn nữa. Và một cái chi tiết mà có lẽ chúng ta thường nghe nói đến mà ít để ý đến đó, đó là liên quan tới cái bán đảo Triều Tiên. Trong thời gian vừa qua đó thì Bắc Hàn đã thử khá nhiều những cái hỏa tiễn đạn đạo, và chúng ta biết là Bắc Hàn cũng đã có cái mối liên hệ khá là gần gũi nhiều hơn nữa đối với Nga, và Kim Jong-un đã sang Nga và đã có một cái cuộc gặp gỡ với Putin. Và chúng ta biết là qua cái tin tức tình báo của Hoa Kỳ đó thì hơn 1.000 cái container của Bắc Hàn đã được chuyển sang cho Nga. Chắc chắn trong đó nó có khá nhiều những cái vũ khí mà gần đây người ta đã nói đến đó, là một số các cái hỏa tiễn cũng như là đạn mà sử dụng của Nga ở tại Ukraine đó, nó mang cái vết tích của Bắc Hàn. Cái mối quan tâm về cái sự liên hệ giữa Bắc Hàn và Nga đó, thì anh Bình có ý kiến gì? Cái việc này nó có làm cho Trung Cộng cảm thấy hơi bất an chăng? Vì đây nó là một cái sự kiện có lẽ khá là mới trong cái mối quan hệ giữa Bắc Hàn và Nga. Xin mời anh. Theo một tài liệu mới nhất mà tình báo của Nam Hàn họ mới công bố ra thì cho thấy là cái số viện trợ của từ Bắc Hàn đi qua Nga trong vòng năm 23 vừa rồi ít nhất là 1 triệu đầu đạn, 1 triệu quả đạn cho pháo binh Nga đã được sản xuất ở Bắc Hàn, xuất cảng bằng Nga, thì nó vừa cứu kinh tế của Bắc Hàn, vì đây là cái món hàng xuất cảng rất là khá, và lại cứu luôn cả cái quân đội Nga. Ai cũng biết là cái trận chiến ở Ukraine và Nga là trận chiến giữa hai pháo binh phần lớn, cho nên hãy công nhận đây là cái dịp để Bắc Hàn trổ tài, vì kinh tế của Bắc Hàn chỉ có một cái sở trường duy nhất là sản xuất vũ khí thôi, và ngay cái lúc này là họ giải quyết được cái nhu cầu của Nga, thì cái quan hệ giữa Nga và Bắc Hàn nó sẽ thắt chặt hơn nữa. Bây giờ hai bên nó tìm được một cái gọi là mà Mỹ hay gọi là symbiosis á. Nga thì có xài đầy đủ nhiên liệu, vũ khí và kể cả lương thực, lúa mì để viện trợ cho Bắc Hàn, và Bắc Hàn thì bây giờ có đầy đủ nhân lực để mà làm một cái bộ phận trong kỷ niệm quốc phòng của Nga sẵn sàng. Và bên Nga thực sự thì Nga, quân đội Nga họ cũng không cần những vũ khí tối tân quá, những gì mà Bắc Hàn sản xuất ra là đủ tiêu chuẩn cho họ dùng, nhất là cho pháo binh Nga 1 triệu của quả đầu đạn, trong khi pháo binh của Ukraine thì bây giờ càng lúc càng kịp. Thì phải công nhận đây là giữa Putin và Kim Jong-un là một cái cặp bài trùng. Vâng, và thưa quý khán giả, một cái chi tiết mà chúng tôi muốn chia sẻ thêm đó, lẽ dĩ nhiên nhìn từ phía bên ngoài đó thì cái việc mà giữa Bắc Hàn và Nga đó thắt chặt thêm cái mối quan hệ đó, nó làm cho cái cuộc chiến ở tại Ukraine đó nó tạo thêm khó khăn cho Ukraine. Chúng ta biết vì Nga đó cũng đã gặp một số cái vấn đề liên quan tới khí tài và phải nhận
từ Iran phải nhận từ Bắc Hàn để có thêm những cái vũ khí cũng như là hỏa tiễn. Dĩ nhiên nó không phải là các loại mặt hàng cao cấp đến từ Bắc Hàn, là vì theo như là bên Ukraine họ cho biết đó, thì 24 cái hỏa tiễn mà sử dụng đó của Nga đó mà lấy từ bên Bắc Hàn đó thì chỉ có hai cái là trúng được mục tiêu thôi, tức là nó cũng khá là thô sơ và cũng không đạt được bao nhiêu kết quả. Nhưng dẫu sao thì đấy nó cũng là cái chuyện mà giống như anh Bình nói đó, là Nga họ không cần những cái loại vũ khí mà thật là chính xác, vì họ có cái đó và họ dùng cái này như là một trong những cái loại để mà tấn công vào Ukraine. Cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ ở đây đó là cái mối liên hệ giữa Bắc Hàn và Nga đó, nó đã tạo cho Trung Cộng đó một số những cái bất an. Đầu tiên chúng ta có thể thấy đó là khi mà Putin gặp gỡ với lại Kim Jong-un đó, thì các cái công nghệ về hỏa tiễn đó có lẽ cũng đã được Nga cung cấp thêm cho Bắc Hàn, và vì vậy mà trong thời mấy tháng vừa qua đó thì Bắc Hàn đã có rất nhiều những cái hỏa tiễn để mà bắn thử, và cũng đã có một số những cái hỏa tiễn tương đối có thể tạo ra được một số những cái thành công giới hạn nào đó. Nhưng mà cái việc đó cho thấy là Bắc Hàn đó không thuần túy và cũng không còn dựa hoàn toàn vào Trung Cộng nữa, và họ đã có một cái ngả khác để có thể phát triển những cái chuyện cần thiết mà họ muốn. Và vì vậy cho nên cái việc mà điều khiển của Trung Cộng đối với Bắc Hàn nó có lẽ nó đã bớt dần đi, vì nó không còn nhiều được cái tác dụng. Và cái mà có lẽ làm cho Trung Cộng lo lắng hơn đó là vì tất cả những vũ khí hiện đại đó mà Bắc Hàn có được đó, thì cái việc đó nó có thể tạo ra một số những cái đe dọa đối với thế giới bên ngoài, nhưng mà đồng thời nó cũng có trở thành một cái mối đe dọa đối với lại chính Trung Cộng nếu mà họ không kiểm soát được. Là vì cái khoảng cách giữa Bắc Hàn với lại Bắc Kinh nó không có xa nhau lắm. Cho nên đấy nó là một số những cái điều mà cho đến ngày hôm nay một số các nhà quan sát đã cũng cho thấy là cái mối liên hệ này đó nó làm cho Bắc Kinh cảm thấy là không có yên ổn, không có yên tâm khi mà cái việc mà kiểm soát Bắc Hàn đó nó không còn được chặt chẽ như ngày xưa, vì Bắc Hàn đã có được một cái cửa ngõ mới để mà có thể đi ra thế giới bên ngoài đối với lại Nga, chứ không phải là thế giới bên ngoài riêng đối với Nga. Thì đấy nó là một vài cái sự kiện nữa. Và nếu mà nhìn chung đó thì thưa quý khán giả, chúng ta có thể thấy được là tại khu vực châu Á Thái Bình Dương ngày hôm nay đó, một vài cái sự kiện mà chúng tôi vừa nêu đó nó cho thấy cái tình hình ở tại nơi đây đó ngày nó càng trở nên khó khăn hơn, căng thẳng hơn. Và nếu mà nhìn chung tất cả những cái sự kiện này đó, tất cả nó chỉ quy về một mối thôi. Khi mà Philippines gia tăng cái mối tuần tra, tạo thêm cái mối quan hệ đối với Việt Nam cũng như là đặc biệt là gắn bó hơn đối với Hoa Kỳ đó, thì cũng chỉ vì cái sự đe dọa của Trung Cộng. Khi mà Nhật Bản làm thêm một số những cái hành động liên kết với một số các quốc gia trong khu vực hỗ trợ về cái mặt an ninh hàng hải đó, thì cũng không ngoài cái lý do chính là vì cái mối đe dọa của Trung Cộng. Và ngay cả ngày hôm nay Bắc Hàn khi làm những cái sự việc như vậy đó cũng trở thành cái mối đe dọa cho Trung Cộng. Và vì vậy đó, nếu nhìn từ bên ngoài đó thì chúng ta thấy Trung Cộng đang trở thành một cái mối đe dọa chung của cả khu vực. Và cái phản ứng của họ như thế nào thì tôi xin mời anh Bình có thể chia sẻ một vài cái suy nghĩ của anh trước khi chúng ta bước sang cái đề tài kế tiếp. Riêng ở eo biển Đài Loan đó, thì mình thấy họ cái chiến lược của Trung Quốc rồi. Họ sẽ không có, trong lúc này chưa có sẵn sàng cho một cuộc đổ bộ lên trên đảo của Đài Loan đâu. Cái chuyện đó là ngoài tầm tay của quân đội Trung Quốc cũng như là hải quân Trung Quốc, và chắc chắn là sẽ kéo Mỹ và các đồng minh nhập cuộc, cho nên họ không có nhận là kế hoạch như vậy. Trong năm nay mình có thể đoán được, và gần hơn nữa trong vòng 3 tháng nữa sẽ thấy là Trung Quốc họ sẽ tìm cách áp lực lên, có thể có một cuộc phong tỏa chung quanh quần đảo Kim Môn, sẽ có những cuộc tấn công an ninh mạng, phá các đường dây internet chẳng hạn, phong tỏa cái hệ thống internet, thì 130.000 dân Đài Loan mà đang sống trên đảo Kim Môn là họ sẽ là nạn nhân đầu tiên. Một chuyện cũng có lý thú là trong cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi, thì cũng như là trong 40 năm vừa rồi, thì cái đảo Kim Môn lại là một cái thành trì, đa số người cử tri người ta bỏ phiếu ủng hộ cho Trung Hoa Quốc dân đảng, và họ vẫn chủ trương nên có một chính sách ôn hòa, là tại vì họ là cái địa đầu mà, và bà con ở trong các dòng họ hai bên đó, thì của người dân hai bên đó, đều có bà con dây dưa với nhau. Còn nếu mà chưa có bà con đó, thì trong mấy chục năm vừa rồi cũng đã từng làm xui gia với nhau, cho nên cái đây là một cái địa chỗ phải nói là cái tuyến đầu trong cái quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc.
thì bên Trung Quốc họ sẽ thử một vài cái biện pháp, thì trong đó có một cái đơn giản nhất là cắt cái hệ thống internet ngay tại Đài Loan, ngay trên đảo Kim Môn. Bên phía chính phủ Đài Loan họ đang chuẩn bị cho một cái mạng internet để dự phòng trong trường hợp này xảy ra. Rất nhiều người trẻ ở trên ở đảo Kim Môn vì làm việc cho những công ty kỹ thuật, họ phải dọn về Đài Loan, họ về đảo lớn để ở, tại vì ở đó ở trên Kim Môn cứ bị cắt internet hoài, thì có cái nghi là có liên hệ đến bên đại lục. À, có thể cắt điện trong quần đảo đó, và nặng hơn chút xíu nữa là sẽ có những cái vụ mà va chạm, giống như là cái chuyện là tàu hải cảnh của Trung Quốc sẽ kiểm soát các tàu du lịch, các tàu buôn của Đài Loan ra vô cái eo biển này, và họ sẽ tìm cách lấn cái xâm nhập vô cái vùng lãnh hải 12 hải lý của đảo Kim Môn để cô lập Kim Môn trước, để thử coi là cái cam kết của các đồng minh nó như thế nào. Vì từ lâu rồi, sau khi mà Trung Quốc và Mỹ tái lập bang giao thì đã không còn bất cứ một cố vấn Mỹ nào ở trên đảo Kim Môn, đã rút về đảo Đài Loan. Thì mình phải, trong 3 tháng tới có lẽ sẽ có những cái hành động mình gây hấn tiếp, và tiện thể đây là cái cách để mà Trung Quốc họ test thử coi chính quyền của ông Đại Thành Đức, cá tính của ông tổng thống mới là như thế nào, cứng rắn đến mức nào, có gan đến mức nào, và cái chính trị nội địa của Đài Loan họ sẽ phản ứng như thế nào trong cái bối cảnh mới này. Vâng, cảm ơn cái dự đoán của anh liên quan tới cái tình hình ở tại đảo Kim Môn, và có lẽ chúng ta sẽ phải theo dõi sát hơn nữa để xem nó có những cái chuyển biến gì nữa hay không. Tháng 5, ông Lại Thành Đức sẽ chính thức nhậm chức tổng thống ở tại Đài Loan. Từ nay đến đó vẫn còn một vài tháng để chúng ta xem là nó có những cái chuyển biến gì mới. Và bên cạnh đó chúng ta cũng lại thấy thêm là trước những cái nỗ lực của Hoa Kỳ, và đặc biệt là giới lập pháp của Hoa Kỳ đó, thì cái mối liên hệ giữa Đài Loan và Hoa Kỳ nó càng trở nên gắn bó hơn, và có lẽ cái sự hỗ trợ, có lẽ đây là cái điều duy nhất mà chúng ta thấy hiện nay ở Hoa Kỳ đó, là cái hồ sơ của Đài Loan là cái hồ sơ mà được cái sự ủng hộ của cả lưỡng đảng, cả Cộng hòa lẫn Dân chủ. Những cái hồ sơ khác thì chúng ta có thể thấy được cái sự tranh chấp giữa hai đảng, nhưng mà Đài Loan nó vẫn là một trong những cái hồ sơ chính mà được cái sự ủng hộ của cả hai. Thì chúng ta hãy phải chờ xem. Và tình hình ở Biển Đông trong thời gian trước mặt, tôi nghĩ là nó cũng sẽ có rất nhiều những cái căng thẳng. Cái tin mới nhất là thêm hai cái hàng không mẫu hạm nữa của Hoa Kỳ cũng đang trên đường đến cái vùng Tây của Thái Bình Dương. Và một cái lúc nào đó, vì có sự thay đổi, cái hàng không mẫu hạm Ronald Reagan có lẽ sẽ trở về lại cái hậu cứ để mà coi như là tân trang cũng như là bảo trì. Thì vào một cái lúc nhất định, người ta ước lượng là nó sẽ có 5 cái hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ hiện diện ở tại cái vùng Tây Thái Bình Dương. Và nếu quả thật như thế thì đây là cái lần đầu tiên trong lịch sử hải quân của Hoa Kỳ mà đã có thể tập trung một cái số lượng đông đảo đến như thế ở tại các khu vực biển Thái Bình Dương. Kính thưa quý khán giả, tình hình ở khu vực có lẽ nó sẽ còn tiếp tục căng thẳng trong thời gian tới, và vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để mang đến cho quý vị những cái tin tức mới nhất về cái tình hình ở tại nơi đây, và đặc biệt là đối với Việt Nam của chúng ta. Đến đây thì thưa quý khán giả, chúng tôi xin bước sang cái đề tài chính của ngày hôm nay, là chúng ta hãy nhìn lại cái cuộc chiến xâm lăng của Nga vào Ukraine, để từ đó có thể xem là thời gian trước mặt cái cuộc chiến này nó sẽ diễn tiến như thế nào, liệu nó sẽ có những cái hướng tiến khả quan tốt cho Ukraine hay không. Cho đến giờ phút này, với cái luồng dư luận chung của thế giới thì cái cuộc chiến này có lẽ nó đã đi vào cái giai đoạn bế tắc và đang ở trong cái mức độ gọi là tiêu hao hai bên cố gắng để mà giải quyết với những cái nỗ lực làm tiêu hao cái lực lượng quân sự của nhau. Có cái giải pháp chính trị nào hay không? Đấy là cái điều mà chúng ta sẽ tìm hiểu. Nhưng mà trước khi nói về cái việc đó thì lui lại để xem trong 2 năm vừa qua đó thì cái mục tiêu của Nga trong cuộc chiến này nó như thế nào? Họ có đạt được không? Và bên cạnh đó, cái sự chống cự của Ukraine nó đã có những cái bước thay đổi tiến triển ra làm sao, thì tôi xin mời anh Bình có thể bắt đầu khi nói về cái cuộc chiến xâm lăng này, thưa anh. Hai năm trước vào ngày này lúc nó bắt đầu đó, thì cái tiên đoán hầu hết mọi người, kể cả anh, hai người mình trong chương trình này đều nghĩ là Ukraine khó mà chống đỡ được trong vòng mấy tháng, và tôi nghĩ là sẽ có một cái cuộc chiến du kích dài hạn, kể cả cái chuyện mà chính quyền Zelensky phải đi ăn lưu vong.
3 tháng sau thì tình hình nó thay đổi hẳn, và lúc đó thì mọi người đã tiên đoán là có lẽ quân đội Nga sẽ sụp đổ và cái cuộc chiến này là, nghĩa là sẽ chấm dứt trong vòng chắc trong năm 2022, có thể nó sẽ dẫn đến cái sự sụp đổ của Putin. Thì sau một năm thấy cả hai cái tiên đoán đều không đúng, và bây giờ 2 năm sau nhìn lại thì phải công nhận có một vài điểm phải ghi nhận. Thứ nhất đó là cái sự mà gan lì cầm cự của quân đội Ukraine cho đến bây giờ, và cả cái nước Ukraine. Kế hoạch mà thôn tính chiếm đóng Ukraine, lật đổ chính quyền Zelensky của Putin thì kể như là thất bại rồi, không thể thực hiện được. Nhưng cũng không ai ngờ là quân đội Nga và chính quyền của Putin còn cầm cự đến bây giờ 2 năm sau, với tất cả những cái biện pháp cấm vận, tất cả những cái khó khăn về kinh tế, thì kinh tế Nga nó cũng sụi, nhưng mà nó cũng sụi xuống, nhưng mà rốt cuộc thì nó cũng còn cầm cự được. Chính quyền của Putin thì vẫn mạnh như trước đây, và quân đội Nga thì không ngờ là họ vẫn giữ được cái mặt trận trong suốt cái năm 23 vừa rồi, và cái cuộc phản công của vào mùa hè năm 23 chính mùa đông thì kể như là bị khựng lại. Trong tuần vừa rồi thì có nhiều cái dấu hiệu cho thấy là bên Ukraine bây giờ đã có vấn đề. Bên Nga đã chiếm thêm được một thị trấn mới. Đây là một cái chiến thắng đầu tiên trong vòng 4 tháng vừa rồi, kể từ sau cái trận chiến Bakhmut. Thì cái trận chiến ở Avdiivka kéo dài 3 tháng, trận chiến đẫm máu ở thị trấn Avdiivka ở ngay giữa cái mặt trận. Nó chấm dứt trong tuần vừa rồi, quân đội Ukraine họ giữ không nổi nữa. Họ cũng gây tổn thất cho Nga nhiều lắm đó, nhưng mà rốt cuộc thì họ còn giữ không nổi, là phải rút ra khỏi thành phố đó để không có bị bao vây. Thì bên Nga đã có được một chiến thắng về tâm lý, về mặt mà quân sự thì nó không có ý nghĩa gì lớn lắm, nhưng mà phải công nhận đó là một cái chiến thắng về tinh thần, và về về mặt chiến tranh tâm lý thì Putin có quyền tuyên bố đó là chúng tôi đã nắm lại được cái thế chủ động, bên Ukraine bắt đầu rút trở lại. Thì Avdiivka giống như là Bakhmut nó đã bị chiếm tiếp sau cuộc chiến dài, và bên phía Nga tuy là thiệt hại rất nặng nhưng mà quân đội Nga vẫn còn đầy đủ ở cái mức mà trong tuần này thì bên phía Bộ Quốc phòng của Ukraine họ lên tiếng báo động là bên Nga đang chuẩn bị cho một cái chiến dịch phản công theo một tài liệu mật mà bên Bộ Quốc phòng Ukraine họ tìm được. Thì bên Nga đã có một kế hoạch, có lệnh của Putin là sẽ tái chiếm lại toàn bộ cái tỉnh Luhansk của Ukraine và cái mặt trận lớn nhất. Bây giờ nó Avdiivka thì đã xong rồi, Bakhmut cũng đã giải quyết xong, thì hai cái mũi nhọn kế tiếp của bên Nga đó, theo như Ukraine họ tiên đoán nó sẽ đi từ Crimea và Lysychansk, và bên phía Nga họ sẽ push để tìm cách trong vòng 6 tháng, 3 đến 6 tháng sẽ chiếm toàn bộ cái tỉnh Luhansk. Cái việc mà bên Ukraine cảnh cáo là như vậy chứng tỏ là bên phía quân đội Ukraine bây giờ họ chưa có kế hoạch, là họ không có khả năng để mà chuẩn bị cho một cuộc phản công mới trong mùa xuân năm nay, mà họ đang làm thế thủ, họ đang sợ là bên Nga sẽ tấn công tiếp. Tại sao Nga dám tấn công sau khi quân đội bị thiệt hại như vậy, là tại vì họ biết là hiện giờ quân đội Ukraine, chính họ với chính quân đội Ukraine đã nói nhiều lần là vũ khí bây giờ cạn kiệt, và trong cái cuộc chiến này đó thì cái vũ khí có lẽ là quan trọng nhất mà tốn kém nhất đó là pháo binh, vì đây là một cuộc chiến giữa pháo binh hai bên. Thì bên Ukraine bây giờ kho đạn nó gần cạn cho nên nó sẽ bị và ở Avdiivka thì lần đầu tiên không quân của Nga đã kiểm soát được không phận ở trên cái mặt trận này. Đây là lần đầu tiên, vì trong hầu hết những trận chiến, ngay cả những ngày đầu chiến, phòng không của Ukraine họ hạ máy bay của Nga, bên Nga không thể kiểm soát được cái không phận. Nhưng mà ngay tại ở thị trấn Avdiivka thì đây là lần đầu tiên mình xảy ra, và nếu mà nó còn tiếp tục xảy ra nữa thì bên Ukraine sẽ nhiều cái phiền lắm trong những cái trận chiến sắp tới. Vâng, cảm ơn cái tóm tắt vừa rồi thưa quý khán giả. Một cái bức tranh lớn chúng ta đang cố gắng nhìn lại để xem nó có những cái chi tiết ở những cái nơi nào mà chúng ta cần phải tập trung, thì qua cái điều trình bày vừa rồi của anh Bình chúng ta có thể thấy được một số những cái điểm. Lui lại để chúng ta có thể nói như thế này thưa quý khán giả. Khi mà Putin mở cái cuộc tấn công toàn diện, mặc dầu nói rằng đây là một cái chiến dịch quân sự đặc biệt, nhưng mà thực chất thì đây nó là một cái cuộc tấn công toàn diện ba mặt vào cả cái quốc gia của Ukraine. Chúng ta có thể thấy ngay đầu tiên đó
là họ nghĩ rằng là họ sẽ thanh toán cái quốc gia này đó trong vòng một vài ngày, một vài tuần. Và đã có những cái chi tiết mà chúng tôi đã có dịp kể lại cho quý khán giả đó, là cái lực lượng quân đội khi mà được điều vào để mà tấn công Kiev và thủ đô đó, thì trong ba lô của họ đó chỉ có lương khô có 3 ngày thôi, và bên cạnh đó đó là còn có thêm những cái bộ đồ đại lễ mang theo, chắc là chuẩn bị cho một cái cuộc diễn hành chiến thắng chăng. Và cái điều đó nó đã có, và người ta đã cho thấy là quân đội của Nga lúc đó tưởng rằng đó là họ có thể đi thẳng đi bộ vào Kiev trong vòng mấy ngày và sau đó thì ăn mừng chiến thắng, vì nghĩ rằng lúc đó thì chính phủ của Ukraine đó có lẽ đi lưu vong mất rồi, vân vân. Chuyện đó nó đã không xảy ra. Chúng ta thấy ngay là từ cái cuộc chiến dự trù trong vòng vài ba ngày, vài ba tháng đó, bây giờ nó đã kéo dài 2 năm, để cho thấy rõ ràng là cái kế hoạch của Putin đó nó đã bị gãy rất nhiều lần. Một cái chi tiết thứ hai đó là khi mà mở cuộc tấn công đó thì Putin đều nghĩ rằng là Âu Châu sẽ tan rã. Cái lý do là vì không thể đoàn kết được, một mặt vì cái vấn đề năng lượng lệ thuộc vào khí đốt nhiều nhất của Nga, và nghĩ rằng trong cái mùa đông của năm 2022 đó sẽ không có đủ khí đốt để mà cung cấp cho toàn cõi Âu Châu, và vì vậy, vì lý do đó cho nên Âu Châu có thể giúp đỡ gì được cho Ukraine. Cái việc đó nó cũng đã không xảy ra, và rõ ràng là Âu Châu đã có một cái sự đoàn kết, phải nói rằng là rất là bất ngờ và khác thường trong cái việc mà hỗ trợ cho Ukraine. Cái điểm thứ ba đó là cũng là cái bài toán về năng lượng, vì lúc đó Nga là cái quốc gia mà có thể nó cung cấp khí đốt nhiều nhất cho Âu Châu, cho nên họ nghĩ là có thể dùng cái này như là một cái đòn bẩy áp lực ngược lại lên trên các quốc gia Âu Châu. Và sau khi thanh toán xong Ukraine đó, thì có thể sẽ có một vài quốc gia khác nữa cũng sẽ lâm vào cái tình trạng tương tự như vậy. Toàn bộ cái bài toán này, kể cả toàn bộ cái tin tức tình báo của Nga đó, khi mà nghĩ đến cái việc phản ứng của Ukraine như thế nào đó, thì tất cả nó đã bị phá sản, và chuyện đó nó đã không xảy ra. Và đúng như anh Bình nói đó, là cái cuộc chiến của Ukraine đó, nó đã cho thấy rõ cái người dân Ukraine đó, họ đã phải nói rằng là chiến đấu hết sức là anh dũng. Có một số đã phải di tản ra nước ngoài, nhưng mà phần lớn còn lại đó, họ ở lại để mà họ chiến đấu, đặc biệt là những người thanh niên, những người trẻ, họ ở lại họ chiến đấu, và họ đã chiến đấu một cách anh dũng. Và năm 2022 đó, vào cái mùa hè và mùa thu đó, thì đã có những cái cuộc phản công rất là ngoạn mục mà chúng ta đã biết. Một số các vùng lãnh thổ ở cái vùng Donbass đã được chiếm lại, ngay cả Kherson ở phía Nam cũng đã được chiếm lại, vân vân. Giữ được tất cả những cái đó đã là một cái chuyện khó. Rồi kế tiếp là vào mùa hè vừa rồi thì muốn mở một cuộc phản công lớn để mà có thể giành lại rất nhiều lãnh thổ, thì cái cuộc phản công đó lại không thành công. Cho nên nhìn vào cái cuộc chiến này đó, chúng ta thấy nó là một cái cuộc giằng co cả hai phía, và phía bên Putin đó thì chúng ta đã thấy là họ đã tổn thất rất nhiều, và họ đã nướng quân có thể nói rằng là rất nhiều, họ đã phải động binh thêm để mà tăng cường thêm cái lực lượng lính, thậm chí là lại lấy thêm cả tù binh, hơn 50.000 người tù tham gia vào trong cái cuộc chiến này, rồi lại sử dụng các loại lực lượng như là Wagner mà chúng ta đã nghe nói trước đây đó, loại lính đánh thuê đó, để mà giúp cho cái cuộc chiến này. Thế rồi nó vẫn không đạt được những cái kết quả như họ mong muốn. Cho đến mãi cách này hơn một tuần thì cái thành phố Avdiivka, cái thị trấn đó mới bị chiếm trở lại, và bên Ukraine họ đã phải rút lui khỏi cái nơi đó. Thì nhìn chung mà nói đó thì Nga đã phải gặp rất nhiều khó khăn, và không biết bao nhiêu tướng lãnh đã chết, và bên cạnh đó đó thì vũ khí lại phải lấy thêm từ bên Iran cũng như là từ Bắc Hàn, chứng tỏ rằng là họ cũng gặp những cái khó khăn. Và chúng ta thấy đây là một cuộc chiến mà nó không có cân đối. Ukraine là một quốc gia nhỏ hơn rất nhiều, không có hải quân, không có không quân, phải nói cho cùng là không quân của họ rất là yếu. Bên cạnh đó, một cái lực lượng quân sự của Nga mà được xem là đứng hàng thứ nhì trên thế giới trước khi có cuộc chiến, cho đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy là nó không còn là như thế nữa rồi. Vũ khí của Nga trước đây tưởng rằng là rất là dữ dội, thì cho đến ngày nó đã chứng minh rằng cái chuyện đó không còn là như thế. Và nói cho cùng thì đây là một cuộc chiến đấu không có cân xứng, nhưng mà rõ ràng là Nga cũng không đạt được những cái điều họ muốn. Và một cái điểm quan trọng nữa là cái điều mà Putin vẫn thường nói trước cuộc chiến và ngay khi đang có cuộc chiến xảy ra đó, là cái lực lượng NATO
được xem là cái lực lượng mà trước kia đã được dùng để bảo vệ cái khu vực của bên Âu Châu đó, thì ngày hôm nay đó họ đã đến tiến đến sát cái biên giới của Nga. Trước kia Putin xem đó là cái mối đe dọa, và khi đánh Ukraine thì cho rằng là vì Ukraine muốn vào NATO cho nên phải đánh vì nó đe dọa đến nước Nga. Thì ngày hôm nay chưa chiếm hết được Ukraine thì những cái quốc gia vùng Baltic đã trở thành thành viên của NATO, và NATO ngày hôm nay có cái biên giới sát với lại Nga. Nói chung thì về mặt địa chính trị đó thì Nga đã gặp khá nhiều thất bại, và qua cuộc chiến này đó nó đã định hình lại cái vai trò của Nga ở tại khu vực này. Nhìn trở lại đó thì Ukraine phải nói rằng ngày hôm nay đó họ đang gặp rất nhiều khó khăn. Lẽ dĩ nhiên vì một cái quốc gia nhỏ hơn họ cũng có tổn thất về mặt nhân sự chứ không phải là không, và bên cạnh đó thì vũ khí đó họ phải nhận được từ phía bên ngoài, đặc biệt là từ Hoa Kỳ. Thì trong mấy tháng vừa qua đó họ đang rơi vào trong cái tình huống phải nói rằng là rất là khó khăn, vũ khí đã cạn kiệt, và thậm chí một tướng của bên Ukraine đó họ nói là không không có đủ đạn để mà có thể giữ được cái vùng Avdiivka nữa, cho nên phải rút thôi, nếu không đó thì sẽ bị bao vây và sẽ bị tiêu diệt. Cho nên đấy, tất cả cái đó nó là một cái bức tranh ngày hôm nay để cho chúng ta có thể nhìn thấy. Mặt khác, nói về cái cuộc chiến này ảnh hưởng đến Âu Châu như thế nào thì tôi cho rằng đây nó cũng lại là một vấn đề nữa mà tôi muốn mời anh Bình có thể chia sẻ, là vì sau khi mà chiến tranh lạnh chấm dứt đó thì Âu Châu đó người ta vẫn thường nói là đã rơi vào một cái giấc ngủ triền miên trong cái không khí gọi là hòa bình, cho nên cái phản ứng của họ đó khi mà có cuộc chiến nổ ra đó nó vẫn là phản ứng của một quốc gia trong thời bình, không phải là phản ứng của thời chiến, cho nên nó đã có một số những cái đổi thay ngày hôm nay. Mời anh Bình. Trong năm 22 thì nó có đặc biệt là NATO đó. Tuy nhiên tất cả những quốc gia Âu Châu trong cái năm đầu tiên chiến thì họ tỉnh bừng tỉnh về, và kể cả Mỹ. Cho nên cần có cái mặt trận thống nhất để hỗ trợ cho Ukraine. Qua đến năm 23 thì cái sự hỗ trợ nó cũng còn, tình đoàn kết của NATO cũng còn càng ngày càng mạnh lên. Cho đến khoảng cuối năm 23, lúc mà cái chiến dịch phản công của Ukraine nó bị khựng lại, và những vấn đề kinh tế của Âu Châu càng ngày càng dồn lên. Rồi đầu năm 24 thì NATO lại trở lại với tình trạng khủng hoảng. Và trong cái tình hình khó khăn đó thì lại có thêm sự xuất hiện, trở lại tái xuất hiện của ông Trump trong chính trường thế giới luôn. Cho nên cái tình hình của NATO bây giờ trong cái tháng 2 này là một cái tháng phải nói là tan gia bối rối chứ phải không? Các thành viên NATO bây giờ họ rất là hoang mang về cái lời đe dọa của ông Trump vừa rồi khoảng chừng 2 tuần trước. Và đương nhiên là bây giờ Âu Châu thì không cần phải nói, nước nào phải chuẩn bị trong cái kế hoạch dự trù để phòng trường hợp như trong một tháng tái đắc cử trở lại thì sẽ phải điều một chính quyền Trump. Và cái lần này á, thì trong cái chính quyền Trump á, mới này nhiều phần có lẽ sẽ không có những nhân vật như là John Bolton, Bill Mattis, James Mattis chứ, hoặc là ông John Kelly, là những người cựu trào, những nhân vật mà nòng cốt của đảng Cộng hòa trước đây thì có lẽ sẽ không được mời lại trong chính quyền đó. Cho nên đây là những người mà đã từng giữ cái cột trụ của cái chính sách ngoại giao và quốc phòng của Mỹ và cái quan hệ giữa Mỹ và NATO, thì nhiều phần có lẽ sẽ không trở lại. Cho nên bên phía Âu Châu thì đây cũng là một cái lời chuông cảnh tỉnh cho các nước Âu Châu là họ phải tự lo thân cho họ. Tại vì nói cho cùng thì nếu mà có một cuộc chiến nữa xảy ra ở vùng Á Châu Thái Bình Dương, đương nhiên là Mỹ sẽ dồn hết tất cả những cái phương tiện tài nguyên của mình vô cho vùng Tây Thái Bình Dương hơn là Âu Châu, và các nước NATO phải tự lo. Thì bây giờ trong vòng một năm, trong năm 24 này là cái năm mà cũng rất là thử thách cho các nước NATO. Trở lại với tình hình Ukraine đó, thì nếu không có ngoại viện có lẽ là bên phía Ukraine sẽ không giữ nổi cái mặt trận này trong 3 tháng nữa đâu. Rõ ràng là bên Nga đã chuẩn bị để khai thác tình hình này. Thì và bên Nga họ cũng vô tình họ thành công được một cái một điều nói là bất chiến từ nhân thần. 2 năm trước lúc mà Nga tấn công vào Ukraine thì cả quốc hội Mỹ, cả hai đảng đều quyết tâm phải hỗ trợ Ukraine cho đến phút chót. Ngày hôm nay đã hiện nguyên cả một cái khối viện trợ cho năm 2024 thì giờ đã được thông qua ở Thượng viện nhưng mà đang bị giam lại ở Hạ viện. Và đảng Cộng hòa Hạ viện, đặc biệt là ông chủ tịch ông Mark Johnson, hôm nay tuyên bố là ông sẽ không đưa cái ngân sách viện trợ này ra để bỏ phiếu. Vì ông sợ là nếu đưa ra
thì cả đảng Dân Chủ sẽ bỏ phiếu để ủng hộ cho viện trợ Ukraine 60 tỷ, và chỉ cần 5 dân biểu Cộng Hòa đổi ý ủng hộ cho cái chuyện này. Và thực sự hiện giờ là có khoảng chừng ít nhất là 10 dân biểu Cộng Hòa họ đã tuyên bố là họ sẽ bỏ phiếu thuận cho cái dự luật này nếu ông chủ tịch Hạ viện chịu đưa ra để bỏ phiếu. Nhưng mà vì không đưa ra thì họ sẽ không có cơ hội bỏ phiếu. Cho nên hiện giờ đó thì bên Ukraine cái hy vọng duy nhất để mà thông qua cái khối viện trợ này là nếu có được 218 dân biểu trong số đa số của Hạ viện đó, đồng ý yêu cầu đưa cái dự luật này ra để bỏ phiếu, không cần sự đồng ý, không cần sự chấp thuận của ông chủ tịch Hạ viện, thì cái dự luật này có thể nó sẽ được thông qua. Nhưng mà cái biện pháp này nó đặc biệt lắm, là tại vì nó đây là một những cái quyền rất quan trọng của người chủ tịch Hạ viện trong cái bộ máy lập pháp của Mỹ, là chủ tịch Hạ viện được quyền đưa cái nghị trình, và nếu mà chỉ cần 5 dân biểu Cộng hòa thôi mà đổi ý ủng hộ cho cái dự luật viện trợ này thì nó sẽ được đưa ra biểu quyết cho dù ông chủ tịch cản lại. Cho nên vấn đề giờ là cả đảng Cộng hòa, đây là những người hậu duệ của Ronald Reagan đây, họ có dám đứng lên họ cãi lại cái ý của ông chủ tịch Hạ viện không? Thì nếu mà họ làm được chuyện đó, có thể cái dự luật này sẽ được thông qua kịp thời cho cái cuộc mà phản công của Nga trong tháng tới này. Tiếp lời với anh Bình thì thưa thưa quý khán giả, cái suy nghĩ của riêng tôi thôi, tôi không nghĩ rằng là Đảng Cộng Hòa họ chống lại cái việc ủng hộ cho Ukraine. Tôi không nghĩ rằng là họ chống cái chuyện là chúng ta phải, Hoa Kỳ phải viện trợ cho Ukraine. Cái điều ở đây đó là vì Đảng Cộng Hòa ở Hạ viện họ chỉ mới nắm quyền lại được trong vòng 2 năm, và năm nay là năm thứ hai, và nó có khá nhiều những cái hồ sơ quan trọng của Đảng liên hệ đến cái cuộc bầu cử năm nay ở tại Hoa Kỳ. Và vì vậy cho nên đó, nó rơi vào trong cái tình trạng là Ukraine bị lọt vào trong cái vòng giữa hai cái lần đạn. Là Và vì họ sẵn sàng họ dùng cái khối viện trợ này để trả giá vì thì họ đúng yêu cầu là phải có cả tổ biên giới, nhưng đấy, họ chấp nhận đó là cái nếu vấn đề Ukraine tập mà thủ thì đó là một cái giá mà họ phải chấp nhận, thì đó là chứng cái tỏ là điều mà Ukraine tôi đối với cho họ rằng là ưu là tiên số 2. trong cái cuộc đấu tranh nghị trường đó thì luôn luôn là nó có những cái chuyện như thế xảy ra, và rất không may cho Ukraine bị rơi vào trong cái tình trạng này. Và cái vấn đề còn lại là cái sự thương thảo bên Đảng Dân Chủ làm thế nào để giải quyết cái vấn đề biên giới và đưa nó vào trở thành một cái hồ sơ thì nó sẽ được thông qua thôi, vì tất cả nó nằm ở trong cái bài toán mà hai bên đang đấu trí với nhau. Tôi nghĩ là sớm muộn gì nó sẽ được giải quyết, là vì không có ai, kể cả những người bình thường thôi, mà nghĩ đến cái chuyện là sẽ bỏ rơi Ukraine cho cái lúc này. Đây nó là một cái bài toán mà tôi cho rằng là các chính trị gia Hoa Kỳ đó sẽ phải ngồi tính với nhau. Là vì nhìn lại cái bài học lịch sử của Việt Nam, nhìn lại những cái chuyện xảy ra của Việt Nam năm 73, 74 đó, nó cũng gần giống như là những gì chúng ta đang trông thấy ngày hôm nay. Khi mà cái vận mạng của một quốc gia như miền Nam Việt Nam đó, nó rơi vào trong cái tình trạng đấu đá giữa hai đảng. Và lúc đó, lẽ dĩ nhiên, cái sự sống còn của một quốc gia như miền Nam Việt Nam đó, nó không quan trọng mà cái chuyện đang diễn ra ở tại chính trường Hoa Kỳ vào giai đoạn đó. Thì ngày hôm nay tôi đang nhìn thấy cái bài toán nó rơi vào cái tình huống nó giống như vậy. Tôi mong là mọi chuyện nó sẽ phải được giải quyết. Là vì dù muốn dù không đó, thì cái chuyện thất bại của Ukraine nó sẽ là thất bại của Âu Châu, và nó sẽ trở thành cái thất bại của Hoa Kỳ. Chứ nó không thể nào mà Hoa Kỳ đứng ra ngoài được. Cho nên đây nó là cái điều mà chúng ta sẽ phải tiếp tục theo dõi. Quay trở lại, lẽ dĩ nhiên cái việc mà Ukraine đó họ đang cầm cự, và cái điều rất may mà chúng ta có thể ghi nhận được đó là Âu Châu đã đồng ý thông qua được một cái gói viện trợ khoảng trên 50 tỷ euro trong vòng 4 năm. Ít nhất là Đan Mạch sẽ cung cấp toàn bộ cái số lượng pháo binh mà họ có đó, giao hết qua cho Ukraine. Một số các quốc gia ở bên Bắc Âu cũng làm cái việc tương tự. Có một số cái chi tiết mà chúng ta nghe nói đến khá nhiều, như là cái phản lực cơ F-16, các phi công của Ukraine đang học huấn luyện và đến nay nó vẫn chưa ngã ngũ, là họ đã có hay chưa. Là vì dĩ nhiên là trong cái cuộc chiến này đó, bất cứ cái gì mà Ukraine có thể có được đó, nó cũng có thể làm phần nào thay đổi cái cán cân về mặt lực lượng. Là vì Ukraine ngày hôm nay quả nhiên là họ đang rơi vào cái tình huống rất là khó khăn, thậm chí là bây giờ đạn pháo của họ cũng không có đủ để mà dùng, thì làm thế nào có thể mà nói tới cái chuyện phản công. Cầm cự được cũng đã là may mắn, sống sót cũng đã là tốt lắm rồi. Cho nên đây nó là một cái bài toán lớn mà tôi nghĩ rằng là thế giới, và đặc biệt là Âu Châu, sẽ phải suy nghĩ đến cái chuyện của chính họ.
À, nói về cái chuyện NATO, nói về chuyện của ông Trump thì chúng ta cũng phải nói là một cái NATO hay là nói về Âu Châu đó với một cái GDP lớn gấp 9 lần của nước Nga và dân số gấp 3 lần của dân Nga mà vẫn không giải quyết nổi cái cuộc chiến của Nga mà phải cậy nhờ vào Mỹ. Đấy là một cái chuyện cũng khá là lạ. Cho nên chính ông Tổng thống Obama trước đây đó, ông đã bảo là Âu Châu họ quá là ỷ lại. Ngay cả NATO cũng thế, cho nên không phải là đến cái thời của ông Trump hay là đến cái thời của ông Biden ngày hôm nay mới có những cái sự kiện đó, mà là trước đây nó đã xảy ra cái tình trạng đó. Và vì vậy cho nên họ sẽ phải suy nghĩ đến cái chuyện của chính họ, họ sẽ phải cải tổ lại cái nền quốc phòng. Và rất may là trong cái buổi buổi họp vừa rồi về vấn đề an ninh ở tại Munich ở bên Đức đó, về cái cuộc họp của các quốc gia về an ninh thế giới đó, thì họ đã đi đến một số cái đồng thuận quan trọng mà có lẽ đúng ra nó phải có từ nhiều năm nay. Làm thế nào để thống nhất được cái hệ thống quốc phòng của Âu Châu, làm thế nào để có thể có được một cái ngân sách ấn định rõ ràng cho Âu Châu để có thể giải quyết được những cái nhu cầu cần thiết của họ. Và nếu mà tất cả các quốc gia mà đồng ý thực hiện được cái việc đó đó, thì cái ngân sách của NATO nó lên tới khoảng 550 tỷ. Nó là một con số lớn. Nhưng mà cho đến nay đó, cho đến năm 23 năm ngoái đó, thì chỉ mới có 11 thành viên trong số 32 thành viên của NATO đó là nâng được cái ngân sách quốc phòng của mình lên 2%. Cái điều đó cho thấy đó là họ có cái sự ỷ lại một cách quá đáng. Cho nên đây là cái bài toán mà các quốc gia Âu Châu và NATO cũng phải xem lại chính mình để làm thế nào có thể đứng vững được trên đôi chân của mình, chứ không thể cậy nhờ vào Hoa Kỳ. Mặc dù ngày hôm nay đó thì cái số lượng quân của Hoa Kỳ đồn trú ở bên Âu Châu đó nó lên tới cả 50.000 quân. Đó là con số rất là lớn, và họ bên Âu Châu họ có thể làm được việc đó, các quốc gia họ có thể làm được chuyện đó. Và mới đây hơn cả đó, tuần vừa rồi đó thì đã có một cuộc tập trận phải nói rằng rất là quy mô, khoảng 32.000 quân, dĩ nhiên trong đó có cả Hoa Kỳ nữa, thực hiện một cuộc tập trận lớn, và họ sẽ phải lần lượt đi làm tất cả những cái việc quan trọng đó. Rồi nó sẽ đi đến cái chuyện là làm thế nào để có thể chống cự được nếu Putin có những cái hành động, có những cái việc làm mà có thể xâm hại đến cái an ninh của Âu Châu. Việc quay trở lại Ukraine đó thì còn khoảng độ 5 phút trước mặt đó, thì chúng ta thử suy nghĩ xem là cái bài toán mà Ukraine đang phải đối phó ngày hôm nay, đặc biệt là trong năm 2024 này, cái triển vọng của họ nó như thế nào? Liệu họ có, nếu mà tệ nhất, sống sót được không? Mới đây chúng ta được biết đó là thừa thắng xông lên, cho nên Putin đã ra lệnh là làm thế nào để mà giải quyết được tất cả cái khu vực của cái vùng Donbass. Lẽ dĩ nhiên là sắp sửa đi vào cuộc bầu cử bên Nga, cho nên Putin cần một vài cái chiến thắng ngoạn mục để có thành tích và trong cái cuộc bầu cử trước mặt này. Thì anh Bình nghĩ như thế nào về cái tình hình tại Ukraine trong cái cuộc chiến lần này? Đối với người Việt Nam mình mà có học trở lại về cái lịch sử cuộc chiến thì cái chuyện này nó rất là giống như hoàn cảnh của miền Nam vào đầu năm 1974, lúc mà Quốc hội Mỹ bắt đầu cắt giảm ngân sách viện trợ quân sự và quân đội Mỹ lại rút về hết rồi. Thì cái sự chọn lựa của ông Zelensky cũng giống như Tổng thống Thiệu hồi đó, với cái ngân sách hạn hẹp, hoàn cảnh như vậy, không có cái lời cam kết của Mỹ, thì cái chiều duy nhất hợp lý nhất về mặt quân sự là phải thu hẹp cái mặt trận lại, giữ những chỗ nào mà thực sự là cần giữ, vì cái mặt trận Ukraine bây giờ nó cũng nguy hiểm giống như cái mặt trận của miền Nam vào 1974, là cái mặt trận nó quá dài 600 mét dọc theo cả biên giới miền Nam của Ukraine, cho nên bất cứ một vị tướng nào ngồi vô nhìn cái bản đồ này thì phải quyết định là với bao nhiêu đây vũ khí mình có thể giữ được cái gì, thì phải chuyển từ công qua thủ là một, thứ nhì là chỉ ưu tiên giữ những cái gì mà thực sự cần phải giữ và không thể tránh được cái chuyện là phải bỏ đất trong khi chờ đợi viện trợ, vì cái rốt cuộc có lẽ là sẽ có một cái khoản viện trợ nào đó nó được thông qua ở Mỹ, nhưng mà con số đó là bao nhiêu thì không ai biết được, và không thể nào nhiều phần nó sẽ ít hơn là 60 tỷ, và đó là của tài khoá của năm tới này, năm 24. Họ còn phải đề phòng cái trường hợp là nếu như okay, ông Trump lên làm tổng thống trong tháng 11 đầu năm 25 chẳng hạn, thì ông sẽ có một cái giải pháp hòa bình cho Ukraine, thành ra bên Ukraine họ cũng phải chuẩn bị lên tình huống đó nữa, thì bằng mọi giá phải lo liệu liệu cơm gắp mắm. Cho nên về mặt quân sự đó thì Ukraine bây giờ nó mất cái thế chủ động, sẽ không thể có được thế chủ động mà phải đổi qua thế từ công và thủ, và cố gắng sao mà thủ được càng nhiều càng tốt để cho đỡ bị thiệt hại nặng hơn nữa trong tương lai. Thì
Nó sẽ cái bối cảnh y hệt như là cuộc chiến Việt Nam 50 năm trước, có điều bây giờ đổi vai lại và Đảng Cộng Hòa thì bây giờ lại đang làm cái công việc của Đảng Dân Chủ vào năm 74 trước đây. Nó có vài ói âm nữa là cái lúc mà đó, năm đó đó, ông thượng nghị sĩ Biden đó, vừa mới đắc cử ông thượng nghị sĩ, thì ông cũng là một những thượng nghị sĩ mà chủ trương rồi cắt viện trợ cho miền Nam. Nhưng mà ngày hôm nay thì đổi thế, Đảng Dân Chủ là cái đảng đang cố gắng thông qua viện trợ giữ để cứu Ukraine, và họ chỉ cần cái sự ủng hộ của một thiểu số đảng Cộng Hòa thôi. Và nếu họ có được cái đó thì có thể đó, bên Ukraine sẽ có hy vọng. Một khi mà có ngân sách rồi đó thì người ta mới yên tâm, mới lập và kế hoạch theo ngân sách. Chứ còn bây giờ chưa có ngân sách đó, thì không thể lập kế hoạch theo cái hy vọng được. Thì chỉ đành phải có thực tế hiện giờ, liệu cơm gắp mắm thôi. Một trong những cái điều mà vâng tôi nghĩ rằng cái điều mà anh Bình vừa mới chia sẻ nó rất là thực tế, và hẳn nhiên những người có cái trách nhiệm của Ukraine ngày hôm nay họ cũng đều phải nhìn cho được là mình đang ở đâu và cái khó khăn mà đang phải đối diện nó như thế nào, làm thế nào để giải quyết và làm thế nào để mà giảm thiểu được cái tổn thất nhiều nhất. Đấy là cái chuyện mà tôi nghĩ rằng là bắt buộc họ sẽ phải tính tới. Một trong những cái điều mà ông Tổng thống Zelensky cũng đã làm được trong vòng mấy tuần lễ vừa qua đó, mà tôi cho rằng cũng khá là ngoạn mục. Đấy, tất nhiên cái kết quả sau cùng nó đến đâu thì ta chưa rõ, nhưng mà ít nhất là Ukraine đã ký được những cái thỏa ước song phương với ba quốc gia lớn ở tại Âu Châu, đó là nước Anh, nước Pháp và nước Đức. Và cái thỏa ước này đó là cái thỏa ước về hỗ tương về mặt quân sự và an ninh và tương trợ về kinh tế. Nói chung đây nó là một trong những cái thắng lợi về mặt ngoại giao. Cụ thể về mặt quân sự như thế nào thì ta chưa thấy rõ lắm, nhưng ít nhất đây nó cũng là một trong những cái bước đi cần thiết. Bên cạnh cái chuyện là phải chờ cái viện trợ của Hoa Kỳ và cái sự hỗ trợ đến từ NATO và các quốc gia khác, thì ít nhất là họ cũng có được một số những cái điều mà các quốc gia lớn ở tại Âu Châu đó cũng đã có những cái sự đồng thuận để mà hỗ trợ cho Ukraine. Sau cùng, thưa quý khán giả, chúng ta biết là sau 2 năm thì cái cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine đó nó đã dần dần có lẽ trong vòng 1-2 năm trước mặt nó sẽ đi đến cái hồi kết. Liệu cái việc này nó có thể mang lại được những cái điều gì tốt đẹp cho Ukraine hay không? Nó cũng còn dựa vào một số những yếu tố quan trọng bên cạnh cái điều là chính cái quốc gia Ukraine, ông Tổng thống Zelensky và những người dân Ukraine đó họ sẽ phải lấy những cái quyết định quan trọng để mà giúp bảo vệ đất nước của họ càng nhiều càng tốt. Liệu Nga giành được cái thắng lợi đến đâu và trong tương lai thế nào để sống còn đối với lại cái quốc gia ở tại Âu Châu và có còn ở cái vị trí là một cường quốc nhất nhì thế giới nữa hay không? Cái chuyện đó có lẽ nó sẽ câu trả lời. Chúng ta mong rằng là cái cuộc chiến này nếu nó đi đến hồi kết nó sẽ mang lại những cái kết quả tốt cho người dân Ukraine. Vậy ít nhất là những cái chính nghĩa chúng ta vẫn thường nói đến, cái việc mà bảo vệ cái sự tồn vong của cái quốc gia của mình ở tại Ukraine đó sẽ sớm có được những cái kết quả tốt nhất mà họ có thể mong đợi. Nếu họ giành được tất cả những gì đã mất thì đó là cái điều có thể nói rằng là quá đẹp cho người dân Ukraine. Nhưng nếu không, ít nhất họ cũng sẽ giữ được tất cả những cái gì mà họ có thể giữ được. Kính thưa quý khán giả, chúng ta đã làm cái công việc điểm qua sau 2 năm, vẫn còn khá nhiều những cái chi tiết nữa mà rất tiếc vì thì giờ có hạn do chúng tôi cũng không thể chia sẻ hết được, nhưng ít nhất chúng ta có thể thấy được ở đây là đây là một cái bài học quan trọng. Và sau đệ nhị thế chiến Âu Châu, đây là một cái cuộc chiến nó đã mở ra và liệu nó sẽ dẫn đến cái hồi kết như thế nào và nó có mang lại cái sự ổn định an ninh cho cái khu vực Âu Châu hay không là một cái vấn đề lớn của toàn thế giới và nó sẽ ảnh hưởng đến mỗi một người chúng ta. Thì chúng tôi xin chấm dứt cái chương trình hội luận ở đây. Kính thưa quý khán giả, cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn với quý khán giả vào chương trình kỳ tới.